Trường mà Trạng Nguyên nhí ghé thăm ngày hôm nay là trường tiểu học Trần Hưng Đạo tại Cần Thơ. Đối với chương trình Trạng Nguyên nhí thì nó cũng rất là háo hức, trổ tài hết cái năng lực của vật chất của các em cũng như là những cái môn năng khiếu mà các em đã thực hiện. Trong phần thi thứ nhất, 100 bạn nhỏ sẽ tham gia trả lời các câu hỏi của chương trình. Sau đó, ban tổ chức sẽ chấm điểm và chọn ra 50 bạn lọt vào vòng 2 là vòng thi tài năng. Con thấy rất là vui và được tham gia cùng 50 bạn trong trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Con thấy hơi khó khó chút xíu, có vài câu con không biết. Con hy vọng là con sẽ thi đậu. Nếu mà vô top 50, con có tài năng là nhảy dây với đánh cờ vua. Đến với vòng 2, các bạn nhỏ sẽ thể hiện những tài năng gì? Vậy chứ bình thường thì con cảm thấy mình là một người như thế nào? Dạ, cậu, bạn chọc con là con tán với con nhéo tay. Dạ, con tên là Phạm Băng Băng. Bạn bè của bạn hay gọi bạn sao? Dạ, mấy bạn ở lớp cũ của cô. Mấy bạn gọi sao? Băng Băng. Mấy bạn gọi là Băng Băng hả? Để lúc đó con cảm thấy như thế nào? Dạ, cay. Các bạn trường tiểu học Trần Hưng Đạo có vẻ rất yêu thích thể thao, đặc biệt là nhảy dây và cầu lông. Lần nhiều nhất con nhảy được bao nhiêu cái? Dạ 125 cái. 125 cái? Dạ thiệt. 5, 6, 7, 8, 9. Ui, nó tiến về phía tôi rồi. Cẩn thận, quăng nó vào cổ tôi đấy. Vẽ cũng là tài năng mà các bạn lựa chọn rất nhiều, đặc biệt là về chủ đề môi trường. Rồi, mời con giới thiệu về bức tranh của mình. Dạ, con vẽ về trái đất, một bên là của thiên nhiên, còn một bên là bị xả ghét. Dạ, con vẽ bức tranh mái trường xanh sạch đẹp. Nó vẽ về mái trường của mình luôn được giữ sạch đẹp và quét dọn rác quanh trường, nhặt rác để đúng nơi quy định, tạo không khí trong lành bằng cách trồng thêm nhiều cây xanh và hoa. Bức tranh này là Thiên Ngân đang vẽ gì đây con? Dạ, bảo vệ môi trường. Dạ, con thấy có vài bạn xả rác rồi bỏ rác không đúng là quy định. Con có thể giải cái Rubik này trong vòng bao lâu là nhanh nhất? Dạ, 1 phút 36. Ồ, nhanh vậy hả? Vậy bây giờ con bắt đầu giải cái khối Rubik này nha. 2, 3, bắt đầu. Những khối Rubik tam giác cũng không làm khó được các bạn học sinh. Kết thúc vòng 2, các bạn nhỏ xuất sắc nhất sẽ tham gia vào chương trình chính thức của Trạng Nguyên Nhí. Cùng đón xem Trạng Nguyên Nhí phát sóng lúc 13 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Được 100 ông luôn không? Dạ không. Ai là người khen con hát hay? Dạ mẹ. Anh sẽ đón em vào một ngày không xa. Anh sẽ là câu hát mà hằng ngày em ngân nga. Em đừng là cơn gió mà vừa vàng lại đi qua. Vì em đã bên anh giống như một món quà. Bác Hòa về loài không làm rồi à? Thế là năng khiếu của con ngày hôm nay cô đoán là nói chuyện về khủng long đúng không? Hiểu biết về khủng long đúng không? Rồi xin mời con giới thiệu về loài khủng long mà con thấy con thích nhất.
Con mở ra, rồi con nói với khủng long. Khủng long này to hơn khủng long bảo chúa. Hello everyone, my name is Kit. I'm 10 years old. I'm in class 4B at Chunhundao Primary School. I like playing chess. My favorite subject is art. Nào, hôm nay tài năng của con là gì? Dạ, tài năng của con là nặng đứt nặng. Dạ, cái này là con nặng bình bông hồng. Để con mang thông điệp là mấy bạn không có ngắt bông, đạp lên bông nữa. Để nặng được cái bông hoa hồng này thì con phải làm như thế nào? Dạ, con nặng những hình tròn, rồi con ép ra, con lăn lại. À, ép ra lăn lại à? Dạ. Ồ, thế còn những cái bé xíu 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 ở dưới trang trí này là cái gì đây? Dạ, những cái chấm bi nhỏ. Là nhận nặn những cái hình tròn bé sau đó ấn vào đây dạ. Là được. Thế con nghĩ là tài năng này là dễ hay là khó? Nặn những này là dễ hay khó? Dạ, theo con là khó. Khó à? Dạ. Con nếu mà thang điểm 10 thì con chấm cho cái bình hoa của mình mấy điểm? Dạ, 5.